Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với series CEH tiếng Việt của Coding Research Future. Và hôm nay là video cuối cùng cũng như là video kết thúc cái danh sách à, chuỗi 21 ngày CEH Certificate Ethical Hacker của chúng ta. Và một cái nguyên tắc cốt lõi để thành công trong mọi sự việc đó chính là kiên trì và bền bỉ. Tại sao lại như vậy? Thì strict có thể giúp cho chúng ta Đạt được mọi thứ trong thành công, trong công việc cũng như là cuộc sống đó Thì uh, strict cũng như là cái sự kiên trì của mình ấy đó, Cũng sẽ giúp cho các bạn thành công trong rất là nhiều thứ uh, Hiểu đơn giản là như nào ạ uh, Các bạn có thể thấy mình ra video rất là đều uh, Tất nhiên là trong những ngày đấy có phải là ngày nào mình cũng rảnh không Tất nhiên câu trả lời là không đấy. Vậy thì để làm thế nào chúng ta lại có một cái series đầy đủ như vậy thì tất nhiên là cũng cảm ơn mọi người cũng đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua và đó chính là những cái động lực to lớn nhất để cho mình có thể hoàn thành được một cái series dài như này đó à, ngoài ra trước đây thì Cref cũng có rất là nhiều các cái series tương tự rồi nhưng mà độ dài nó cũng sẽ không đến 20 dặm bài đó à, có thể là độ dài ngắn hoặc là vân vân đó ok thì hôm nay sẽ là bài chúc mừng dành cho mọi người. Đó, mọi người có thể thấy strict rất là đều. Mình uh, cứ cách mỗi ngày đăng một bài. Đó rất là đều. Ok. Và như bạn nào đã theo dõi và đi đến hết series thì chắc chắn rằng một điều là các bạn bây giờ các bạn đã nắm rất là chắc những cái kiến thức basic về security, ethical hacker tại sao lại là hacker mũ trắng ạ? thì uh, chắc là chúng ta sẽ cần phải nhắc lại một chút khái niệm liên quan đến những cái bài đầu đó. thì các bạn remember cho mình học hacker là để bảo mật chứ không phải để hack người khác. hack người khác thì nó chỉ là trích cơ thôi. để học hack thì rất là dễ nhưng mà để học phòng thủ thì rất là khó. đó đấy chính là lý do mà ethical hacker được rất là nhiều người tôn trọng. còn đâu làm hacker mũ đen thì rất là dễ mình có thể rất dễ đơn giản kiếm những cái tool hoặc là những cái uh, gì đó trên mạng đó thì đều có thể chạy được những cái bộ script đó và thực hiện những hành vi độc hại lên các cái hệ thống đó ok thì uh, vẫn như mọi khi nếu bạn nào đã là người đầu tiên mới đến video này thì bạn có thể kéo xuống phần mô tả Đấy. ở dưới phần ở dưới phần bình luận của các cái uh, video thì mình sẽ luôn luôn comment một cái link dẫn đến bài viết tương ứng trong cái video đấy. Ngoài ra thì trong phần mô tả thì mình luôn luôn có hai cái link cho các bạn Đã giống nhau hết thôi. Đấy, đầu tiên đó chính là cái đường link dẫn đến playlist của YouTube. Đó, thì là cái đường dẫn các bạn vừa mới xem. Thứ hai là cái đường dẫn đến cái bài viết đầu tiên thì đây cũng là bài giới thiệu và mình cũng coi đó chính là main tree luôn của mình đó à, thì trong bài này nó sẽ chứa mọi thông tin đến các cái bài viết mà chúng ta cần thiết đó rồi thì ok hôm nay là buổi chúc mừng thôi à, không có gì cả nhưng mà mình sẽ dành một chút thời gian để tổng hợp lại các cái kiến thức cũng như là các cái khái niệm cốt lõi dành cho các bạn ok thì uh, chúc mừng thì mình cũng đã chúc mừng rồi thì học được hết thì cũng là một cái kỳ tích dành cho các bạn thôi cái bộ ebook này thì uh, uh, cái bản chuẩn của ec cao nó sẽ khoảng tầm năm trang đấy rồi và có một số bạn uh, hỏi đó chính là làm các cái cbh phiên bản mới thì bây giờ không phải chv 11 nhé một nhé bây giờ nó đã ra là chv một mười ba rồi và mình cũng đã tìm hiểu rồi nói chung là tất cả các cái đoạn mô đun và các cái phần kiến thức của chúng ta nó cũng không có gì khác lạ khác mới bên lắm đâu đó nên là các bạn yên tâm nhé CH vơ mấy cũng thế à, nói chung là từ trên vơ 10 trở lên thì nó đã ngon hết rồi đấy okay ạ à, thì đại khá là từ vin, từ cái mô đun một này đến mô đun là gần như nó maintain, tên nó không thay đổi đó và các cái module sau ví dụ kiểu 16, 17, 18, 19, 20 thì nó sẽ là những cái module gọi là cập nhật xu thế như kiểu là hacking wireless network này, hacking mobile này, IoT này, cloud computing này và crypto. Đấy. Uh, kiểu dạng như vậy. Ok. Rồi. Thì uh, đây là link reference của bài 20, chúng ta cũng chả có cái gì mấy đâu. Đó thì để viết được cuốn sách này cũng là rất là nhiều sự kỳ công của rất là nhiều con người đã đóng góp đó thì mọi người có thể tham khảo ở nhóm dịch giả ở đây nhé rồi ok ra cảm ơn mọi người thì bây giờ mình sẽ tua lại tổng hợp lại một số cái các cái kiến thức mà chúng ta đã học và đi với nhau trong suốt xuyên suốt 20 cái module đó và bạn nào uh, nếu thấy hay thì nhớ chia sẻ vào các cái Group, hội nhóm hoặc là bạn bè của mình Đó, đặc biệt là uh, Với châm ngôn của mình Thì uh, tất nhiên là mỗi người sẽ khác nhau Nhưng mà với châm ngôn của mình là chia sẻ Là cho đi Tức là mình sẽ được nhận lại nhiều hơn Đó uh, Hiểu nôm na là như nào Mình giữ kiến thức thì cũng chả ai biết là mình có đâu Đó uh, Thì tất nhiên là mình cũng có thể kiếm tiền được dựa trên cái kiến thức đấy uh, Nhưng mà đấy là cái chuyện của Một cái khía cạnh khác Đấy còn đâu uh, mình giữ thì nó cũng không có ý nghĩa gì đâu đó nên là chủ yếu thì mình sharing thì nó cũng tạo niềm vui đấy cái này thì tùy người thôi nhé. Uh, mình share cho các bạn thì mình thấy happy còn đâu uh, mọi người share thì chưa chưa chắc đấy thì cái đấy tùy cảm nhận các người mọi người ok rồi và bạn nào thấy hay thì nhớ để lại phần bình luận cũng như là góp ý để mình phát triển bài viết tốt hơn và không hay Uh, hay là gì đó thì mọi người cũng để lại uh, bình luận để mình uh, có động lực những video tiếp theo nhé và đặc biệt là uh, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ CRF cảm ơn các bạn rất là nhiều OK trong bài đầu tiên thì chúng ta học về những cái khái niệm basic của của ethical hacking uh, những cái khái niệm cô co những cái khái niệm cốt lõi thì bài đầu chủ yếu là học về English thôi Đấy, học về tiếng Anh thôi Đó, đây hiểu đơn giản như vậy Ok, bài 2 Footprint và Recognition Thì đây là một trong những cái phase rất là quan trọng của mọi cuộc tấn công à, Thì chủ yếu là dành cho các cuộc tấn công quy mô to và trở lên. Đấy, à, còn đâu không dành cho pen test nhé Pen test thì thường là sẽ có một cái uh, hệ thống gì đấy Mình được cấp sẵn một cái info nào đấy Đấy, kiểu dạng như vậy À, còn đâu cái này thì dành cho những cái cuộc tấn công trên thực tế là mình gần như các mọi cuộc tấn công thì đều mình sẽ đều phải khám phá và tìm hiểu về mục tiêu rồi à, module tiếp theo là scanning thì đến với phần này thì à, mọi người sẽ hay là gọi là kiểu à, quét về mục tiêu này để tìm ra những cái lỗ hổng những cái lỗ uh, điểm yếu vulnerability đấy thì cái bước này là một trong những bước quan trọng nhất để tìm ra cái hướng phương hướng tấn công và cái uh, cái điểm cái attack vector để cho mình uh, đi vào đấy và các cái dịch vụ uh, module tiếp theo thì chúng ta học về enum enum tức là liệt kê thì cái này là bước nói chung là nó sẽ là bước sau khi scan đại khái thì mình scan thì sẽ ra được một cái kết quả gì đấy đúng không đấy thì ở cái bước enum này nó sẽ liệt kê những cái thông tin mà mình đã có được và tổng hợp những cái đấy thành cái uh, phương hướng tấn công của mình đấy ví dụ như là mình scan một cái hệ thống sẽ ra được ba uh, dịch vụ và ba dịch vụ này thì mình sẽ check uh, những cái thông tin liên quan các dịch vụ đấy thì cái đấy gọi là enum và sẽ đưa ra phương hướng tấn công ví dụ là dịch vụ này ok thì có tiềm năng tấn công dịch vụ này trước và hai cái dịch vụ này thì uh, có vẻ là secure không có gì cả thì chúng ta sẽ để để đấy tìm hiểu sau tìm hiểu sau nhé chứ không phải bỏ qua nhé đó ok thì tất nhiên là cái trường hợp đầu ví dụ cái dịch vụ đầu mà mình đã file rồi thì thôi Đấy rồi vơ này có nghĩa là đánh giá bảo mật gọi là pen test đấy. đấy thì ở bài này chúng ta học về uh, đánh giá một cái lỗ hỏng bảo mật uh, của góc nhìn gọi là blue team đấy. Uh, gọi là đánh giá thôi ok Uh, 7 thì chúng ta đã blue rồi thì chúng ta switch sang vị trí là red team uh, ở bài tiếp theo chúng ta sẽ ở bài này thì chúng ta uh, tìm hiểu về các cái kỹ thuật gọi là system hacking đấy uh, hack các cái hệ thống này đấy vân vân và một số cái kỹ thuật um, cơ bản của hacking và các cái tool Đó. bài tiếp theo thì học về các loại uh, malware tweet uh, những cái lỗ hổng malware thì uh, dễ hiểu thôi đấy đại khái là học về virus worm malware các loại mã độc và vân vân và mây mây đấy uh, cuối cùng bài à, sau đấy thì là bài 9 bài 9 thì chúng ta học về networking một tí à, một cái kỹ thuật gọi là liên quan giữa network và bảo mật đó chính là sniffing nghe lén trên đường mạng và setup những cái phương pháp bảo mật trên các cái thiết bị mạng bài 10 thì chúng ta học về giáo dục công dân một tí à, gọi là giáo dục công dân nhưng mà thực ra nó là một cái rất là cơ bản cái này cần training nội bộ và rất là nhiều công ty cần training cho tất cả các, các cái nhân viên của mình đấy à, cái này không coi thường được nhau nhé kỹ thuật xã hội là một trong những kiểu tấn công phổ biến nhất được đánh giá trên internet đó rồi à, dots bài tiếp theo thì chúng ta học về đi lai of service thì denial of service có nghĩa là uh, một trong những cái dịch vụ tấn công web phổ biến nhất hiện nay uh, tại sao lại phổ biến bởi vì là nó có ảnh hưởng trực tiếp mà mình nhìn thấy được có effect và mình nhìn thấy được mình cảm nhận được đó rồi um, còn uh, ok còn đâu về đót thì nó tuy là nó ảnh hưởng thật nhưng nó không gây lại hậu quả với hệ thống đấy kiểu dạng như vậy đó các bạn lưu ý nhé nó có ảnh hưởng nhưng mà nó không để lại hậu quả với hệ thống rồi uh, session hijacking có nghĩa là cướp phiên thì đây là một trong những cái kỹ thuật kiểu dạng như uh, khá là hấp dẫn uh, nó cũng giống như kiểu là man in the middle ấy, một trong cái keyword khá là hay mà cộng đồng bảo mật ai cũng rất là thích đó rồi, thì uh, man in the middle nó như kiểu là mình đứng vào giữa phiên và mình hoạt động các cái uh, hành vi đó, gọi là cướp phiên thì mình có hai kiểu là cướp trực tiếp hoặc là web. Đấy. Rồi bài 13 thì chúng ta cũng quay lại networking một tí tìm hiểu về các cái hệ thống uh, hệ thống mạng, đấy IDS, IPS, firewall và honeypot. Đấy. Rồi bài 14, 15 thì chúng ta tìm hiểu về các cái lỗ hồng web tấn công vào web server và web app Đấy, tất cả các cái kỹ thuật tấn công web à, tại sao tại tấn công web mà không phải tấn công hệ thống thì nói chung là nếu mà dưới góc nhìn của tấn của hacker ấy thì bạn thử tưởng tượng xem để tấn công vào một hệ thống thì chắc chắc chắn là phải tấn công từ một cái bề mặt nào đó mà bề mặt thì phổ biến nhất hiện nay là bề mặt web đó hết à, tất nhiên là để tìm một cái server mở những cái dịch vụ lung tung trên internet thì rất là hiếm nhưng mà để tìm một cái server mở web thì rất là nhiều đấy và gần như dịch vụ nào server nào cũng sẽ mở web đấy thì đấy là một cái attack vector rồi sql injection là một trong những cái lỗ hổng khiến cho các cái uh, uh, chuyên gia an ninh mạng rất là sợ đấy ok tấn công thẳng vào db rồi bại năm bài cuối thì chủ yếu là về những cái thông tin uh, ngoài lề thôi, uh, hack wifi này, hay điện thoại này, iot này, cloud computing thì chúng ta tìm hiểu cũng rất là một chút về các cái điện toán đám mây và các cái công nghệ hiện đại. Rồi mật mã học bài cuối cryptography thì chúng ta tìm hiểu về mật mã học và những cái uh, thuật toán mã hóa này bảo mật trên đường mạng này, SNL, tls vân vân đó và các cái thuật toán mã hóa, giải mã và nguyên lý các cái cặp public key, key pair vân vân. Ngoài ra thì có một số nguồn tài liệu cho các bạn có thể tìm hiểu. À, đó chính là hai trang gọi là chuyên hình thực tế, à, cũng không phải thực tế lắm nhưng mà đại khái là nó sẽ có những cái kiến thức rất là hay và rất là nhiều các cái security uh, warrior uh, tìm hiểu và thực hành trên đó một là cho anh đó, hai là Hack the box. đó, thì đấy là các cái hướng tiếp theo cho các bạn tìm hiểu. thì trên đây có những cái lab ảo này máy ảo và những cái bài học bài học nhá đấy và có rất là nhiều những cái bài học thì cho anh mi có đó. rồi à, nếu mà bạn nào tìm hiểu những cái hệ thống mà có lỗ hổng để và cho phép các bạn pen test thực tế thì à, cũng rất là nhiều trang thì các bạn có thể tìm hiểu các cái cuộc thi CTF cũng được nhưng mà CTF thì nó sẽ không thuần về hacking không thuần về bảo mật mà nó chủ yếu là cái sân chơi thôi à, sân chơi nhá đấy đây còn đây là một số cái trang uh, trang gọi là có lỗ hồng thì mình có vươn hấp vươn hấp này thì sẽ chứa những cái máy ảo đấy, chứa những cái máy ảo được thiết kế bởi được thiết kế để để có lỗ hồng Đấy, vulnerable by design đấy, sẽ có những cái vm nhé thì cái này mình sẽ tải về và import vào uh, vmware this uh, site cái này uh, nghe tên là hiểu đúng không ạ thì đây là cái trang web để cho các bạn hack v. V. đấy và hacker one này là một trong những cái trang kiểu dạng như nào nhỉ đây là nền tảng dành cho hacker này và trên này sẽ có những cái hacker gọi là tìm bác bounty và báo cáo những cái uh, lỗ hỏng ấy đấy và kiếm tiền thì không biết là các bạn đã nghe keyword bắc bao chưa đấy bắc bao là một cái chương trình thợ săn lỗ hỏng đấy thì rất là nhiều chuyên gia an ninh mạng ví dụ mình à, biết rất là nhiều người ví dụ bên test được một số cái hậu lỗ hỏng nào đấy và mình à, thay vì sử dụng cho mục đích xấu thì mình có thể apply cái đấy cho cho cái đơn vị đơn vị bị lỗ hổng đấy và tất nhiên mình sẽ mail hoặc là nếu mà bên đấy có chương trình book bounty thì mình chắc chắn là sẽ nhận được rất là nhiều tiền đấy ví dụ microsoft hoặc tất cả các đơn vị lớn thì họ đều có có những cái đơn vị nhỏ thì mình có thể mail nếu mà mình thiện trí thôi đấy ok và thường thì trung bình một cái lỗ hổng của microsoft hoặc là facebook meta ấy đấy google thì họ sẽ trả của mình tính theo đơn vị rẻ nhất là à, 10, 20 đến 40 nghìn đô một cái lỗ hỏng rẻ nhất đấy. đấy ví dụ một cái lỗ hỏng uh, dom click xs thôi hay là bất kỳ một cái lỗ hỏng nào cái, cái, điểm yếu nào đấy thì miễn là mình có report về họ là họ sẽ pay cho mình đó à, ngoài ra thì có một số cái lỗ hỏng gọi là trung bình moderate một tí thì nó sẽ khoảng tầm 80 đến 100 ngàn đô Đấy. và những cái lỗ hỏng to hơn thì nó sẽ cao hơn rồi à, ở Việt Nam thì của chúng ta cũng có rất là nhiều người đã đạt được uh, baccarat đấy và được uh, mệnh. tổng hợp trên những cái trang lớn của Meta hoặc là vân vân đấy đó thì mọi người cũng có thể tham khảo ok thì trên đây là toàn bộ nội dung về CH và rất cảm ơn mọi người đã nghe hết đến thời điểm hiện tại ok uh, ok và cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng cof trong suốt thời gian qua và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo